Nên chẳng. À, hôm nay là cô Nen đang gáp mà rồi, cái đường ngang. Nó đang chê bánh rồi. À, chiếc xe đó bị hư bánh rồi. Hư bánh xe rồi. Hư cái bánh đó rồi mình làm sao? Kìa, sát xe. Để đó mà được một kéo xe sát đại cho một nửa xe anh tha đăng như hơi bảy càng ngồi. À, chiếc xe đó đi lại nó cứu cái chiếc xe cảnh sát hả? Cái chiếc xe lại gần đại chắc. Rồi chiếc xe này, rồi mấy chiếc xe này thì sao? No. Vậy là không đúng rồi hả? Không đúng như vậy đâu. Không đúng như vậy thì làm sao? Bánh. Đúng không? No. Rồi, những chiếc này của con làm sao đây? Chiếc xe làm sao? Cái đường ray mới gáp nè. Okay.